Theo khảo sát, thị trường lợn hơi cả nước tiếp tục trượt dốc trong phiên đầu tuần. Khảo sát cả ba miền, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng từ 61 đến 64 000 đồng một kí. Giá lợn hơi tại miền Bắc ghi nhận tiếp tục giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg trong phiên sáng nay cụ thể thương lái tại Lào Cai, Ninh Bình đang thu mua với giá 62.000 đồng một kg thấp nhất khu vực, còn tại Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang cùng thu mua lợn hơi ở mức giá 63.000 đồng một kg ở chiều ngược lại, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội đang có giá 64.000 đồng một kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg. Tại Nghệ An và giao động trong khoảng 60 đến 63.000 đồng một kg. Thương lái tại Thanh Hóa, Nghệ An đang thu mua với giá 63.000 đồng một kg cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lâm Đồng đang có giá 62.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận đang thu mua ở mức 62.000 đồng 1 kg. Khu vực phía Nam, lợn hơi đang giao dịch trong khoảng 62-65.000 đến đồng 1 kg. Cụ thể, thương lái tại Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh thu mua với mức 63.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long thu mua lợn hơi giảm 2.000 đồng 1 kg, giao dịch ở mức 63.000 đồng 1 kg. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý về tình hình sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản tại một số địa phương trên cả nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, sâu đầu đen trên cây dừa đã xuất hiện tại nhiều xã thuộc các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành và thành phố Trà Vinh, mức độ nhiễm dưới 10% là 40 ha, từ 10 đến 20% là 94 ha, từ 20 đến 40% là 36 ha và trên 40% là 47 ha. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh này khuyến cáo nông dân nên thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm, đồng thời áp dụng các biện pháp như cắt tỉa và tiêu hủy lá dừa bị hại. Ngoài ra, chủ vườn cũng cần tránh vận chuyển cây giống, cây ký chủ phụ và trái dừa nhiễm sâu đầu đen sang các khu vực khác đồng thời sử dụng thiên địch tự nhiên như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, kiến vàng cũng được khuyến khích để kiểm soát số lượng sâu hại. Các vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang đang ở giai đoạn mới ra hoa, cho trái nhỏ. Một số diện tích nhà vườn đang xử lý theo hình thức đậy gốc, xiết nước cho cây ra hoa tập trung. Nhưng gần đây, nhiều cơn mưa to liên tục, gió mạnh làm cho tỷ lệ đậu trái thấp. Tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 22.000 hecta diện tích cây sầu riêng với sản lượng 440.000 tấn một năm. Loại cây này nhiều năm liền là cây tỷ phú cho kinh tế hàng đầu trong các loại cây ăn trái của tỉnh Tiền Giang với doanh thu gần 2 tỷ đồng một hecta một năm. Theo Ủy ban Nhân dân phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, gần đây có doanh nghiệp đã đưa các sản phẩm từ sơ mướp xuất khẩu nên nhiều nông dân trồng mướp bán với giá 5.000 đồng một trái. Việc này giúp khai phá tiềm năng của trái mướp và giúp bà con yên tâm sản xuất, có thu nhập ổn định. Theo doanh nghiệp thu mua, khi trái mướp già tạo sơ thì mới có thể thu hoạch. Cơ sở chế biến sẽ đem về phơi khô, lột vỏ, làm sạch tạp chất rồi đem vào cán, ép để làm nguyên liệu cho ba dòng sản phẩm chính dùng trong nhà bếp, nhà tắm và sản phẩm thời trang. Các sản phẩm này đều được làm hoàn toàn thủ công, ngoài giúp nông dân tăng thu nhập, sơ mướp còn tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Hiện nay thì trên thế giới có khoảng hơn 2 tỷ người theo đạo hồi, nhiều quốc gia hồi giáo đang tham gia tích cực vào thị trường Hà Lan toàn cầu một thị trường đòi hỏi nhiều yêu cầu riêng và rất khắc khe phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn Hà Lê. và theo như báo cáo kinh tế hồi giáo toàn cầu năm 2022 dự đoán chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ Hà Lan sẽ đạt mức là 1,67 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 đây sẽ là cơ hội để nông sản thủy sản Việt Nam tiến vào thị trường Hà Lan nếu như có sự đầu tư một cách bài bản và hiệu quả theo các chuyên gia mặc dù là thị trường lớn rất nhiều tiềm năng lại có thuận lợi về vị trí địa lý song hàng hóa việt nam nói chung hàng nông sản nói riêng sang thị trường hà lan mới chỉ ở bước đầu khai phá Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp Hà Lan là không có một tiêu chuẩn Hà Lan duy nhất được công bố trên toàn thế giới. Theo đó, thì theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, thời gian tới các doanh nghiệp cần phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị chuyên môn của Bộ để tiếp cận từng bước hoàn thiện quy trình, tháo gỡ những hàng rào kỹ thuật, sớm đưa sản phẩm chăn nuôi, điển hình là thịt gà Việt Nam đi vào thị trường Hà Lan. Theo đó, từng các doanh nghiệp phải có kế hoạch, tiến độ cụ thể cho từng công việc, nội dung để các cơ quan chuyên môn của Bộ kịp thời hỗ trợ để toàn bộ quy trình sản xuất từ con giống chuồng trại thức ăn giết mổ kiện toàn theo đúng tiêu chuẩn Hà Lan. Giá cà phê ngày hôm nay dao động trong khoảng 111.100 đến 111.700 đồng một ký, tức là giảm mạnh trong phiên đầu tuần nhưng tăng nhẹ 100 đồng một ký so với ngày hôm qua tại huyện Di Linh, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 111.200 đồng một kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở huyện Cư Mờ Ca trong mức 111.600 đồng một kg. Huyện Y Hờ Leo và Buôn Hồ đang được thu mua cùng mức 111.500 đồng một kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay ở Con Tum và Gia Lai trong mức 111.600 đồng một kg ở Chư Prong, ở Pleiku và Lai Krai cùng giá 111.500 đồng một kg cao nhất thị trường hôm nay là Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 111.800 đồng một kg tại Gia Nghĩa và 111.700 đồng một kg ở Đắk R'r Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai thời tiết ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông. Khoảng chiều nay thì không khí lạnh cũng sẽ tăng cường và sẽ ảnh hưởng tới vùng núi của phía Đông Bắc Bộ. Sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ và gió trong đất liền sẽ mạnh lên cấp 3, vùng ven biển sẽ là cấp 4, cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển mát đến lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng trời sẽ rét và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ 19 cho tới 21 độ C, ở vùng núi là 17 cho tới 19 độ C, còn vùng núi cao sẽ có nơi dưới 16 độ C. Từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình và Phú Yên sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông riêng quảng trị cho tới bình định thì sẽ có nơi mưa rất to ở các khu vực khác thì mưa rào và rông chiều tối ở nam Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ sẽ có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 cho tới 26 độ C và cao nhất là từ 30 đến 33 độ C. Trên biển khu vực giữa và Nam Biển Đông bao vụ bao gồm là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phía Nam Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị cho tới Cà Mau, Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Thưa quý vị và bà con, hồ tiêu thường được trồng ở các vùng đất thấp dưới 800m so với mặt nước biển, có khí hậu nóng ẩm và nhiệt độ xuống quá thấp dưới 10 độ C, ánh sáng tán xạ cần có bóng tre. Lượng mưa trung bình trong năm cần từ 1.500 cho tới 2.500mm với độ ẩm không khí cao từ 70 cho tới 90% sẽ giúp cho cây hồ tiêu sinh trưởng và phát triển tốt, ra hoa đậu quả thuận lợi nhất là vào thời kỳ ra hoa. Nhưng đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại trên cây hồ tiêu. Bệnh chết nhanh do nấm thường hay gặp trên cây hồ tiêu và bệnh xuất hiện ở trên tất cả các bộ phận và các giai đoạn sinh trưởng của cây tiêu nhưng mà phổ biến nhất là ở phần thân nằm ở trong đất và nơi tiếp giáp với mặt đất khi mà nấm bệnh tấn công vào phần thân ngầm sẽ làm cho cây tiêu chết đột ngột gọi là bệnh chết nhanh dây tiêu bị bệnh có triệu chứng là lá sẽ bị héo nhưng mà vẫn còn xanh sau đó lá úa vàng héo rũ chết khô cùng với dây ở trên cây Thời gian từ khi lá bắt đầu héo cho tới khi mà dây tiêu bị chết thường rất nhanh và trong vòng từ khoảng 5 cho tới 15 ngày. Do diễn biến trên đồng ruộng rất nhanh, thường là khi lá bắt đầu héo thì nấm đã ăn sâu vào bên trong các bộ phận của cây nên đối với bệnh này thì phòng bệnh sẽ là chủ yếu để phòng trừ bệnh thì cần phải sử dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp đặc biệt là chú trọng tới các biện pháp canh tác và sinh học bà con cần lưu ý như sau. Chúng ta cần phải trồng giống kháng bệnh, sau đó thì cần phải lưu ý là xử lý hom giống trước khi trồng. Đồng thời thì chúng ta cũng cần phải trồng tiêu trên đất thoát nước, tạo rãnh thoát nước ở trong mùa mưa và tránh làm tổn thương phần rễ. Bón phân cũng cần phải lưu ý là cân đối, tăng cường phân hữu cơ và vôi biện pháp phòng trừ thì bà con hãy lưu ý với những thông tin vừa rồi chúng tôi chia sẻ tới quý vị và bà con. Trong phần cuối chương trình sẽ là những thông tin thời tiết tại 7 vùng trên cả nước. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.